Chào cả nhà nha, chào mọi người luôn. Thì nay thì đi cắm hơi trễ, 5 giờ mấy rồi. Hôm nay mình cắm mấy đoạn đường đó. Phía bên đó là có nhà, có vườn luôn. Mình qua đó mình cắm. Hôm nay mình đi thì thử qua vùng đó coi nó sao nha. Xung quanh thì cũng ruộng thôi. Bên này cũng vậy luôn. Hôm nay đi thẳng lên trên đó. Bây giờ mình đi cắm luôn mọi người ơi. Thì hẹn mọi người sáng mai gặp ha. Đi qua đường đó luôn. Rồi. Chào cả nhà nha. Sáng nay lại đi thăm con cả nhà ơi. Rút luôn. Bỏ mạng nha. Tình cảnh cái gốc này. Dính rồi cả nhà ơi. Dính rồi. Còn nữa. Đó. 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 Rút ra luôn. Đó. Đây. Được. Ít bữa nay chắc cũng không bự hung quá. Chung là mùa này có là vui rồi. Rồi tiếp theo mọi người ha. Vô vườn nha con nha. Số dữ mày. Chiều đi cắm nó cũng khổ quá trời luôn. Dính rồi, dính cả nhà ơi. Coi nè. Trời ơi. Đó, thấy không? Ừ. Cái cụ nữa cả nhà ơi. Cái cụ nữa cả nhà ơi. Quá trời. Dính luôn. Thấy không? Nè. Ui. Thì ngon nha. Giờ là vô sau vườn rồi đó cả nhà. Đó. Chưa. Đó. Nhỏ hơn hôm bữa nhưng mà cỡ này là ngon rồi. À. Đó. Quấn quá trời quấn luôn. Chó nó sủa quá. Rồi, tháo gái cả nhà ha, đi thăm tiếp. Sủa dữ mày. Ủa. Tao nè ai. Vô vườn. Dính cả nhà ơi. Dính rồi. Một con ơi, con này dừa. Đó, nhảy quá trời luôn. Dừa. Bự luôn. Bằng con đầu tiên. Cũng được, có là vui rồi. Vô vô nha. Bên này chú hơi bệt ngang ngang luôn, còn mồi tiếp vô. Cây cố dùng tùm vô. Đây cây dính nhà ơi, nó xíu luôn. Trời ơi, nó xíu cũng dính nữa. Trời ơi. Xíu đây nè, mày lớn mày nhái với ếch gì trời. Thả nó quá, thả đi, nhỏ quá. Nó bự. Yeah.
Trời. Thả luôn. Trời ơi. Thả luôn. Đi đi mày. Thả luôn ha. Rồi, nhỏ quá. Lớn nó cũng ăn được nhái. Tiếp thôi mọi người ơi. Có một con cây nữa nha. Có không? Cuối cùng. Ừ, dính. Cây cuối được một em. Đó, nè, cây cuối được một em. Được còn nữa nha. Cây cuối luôn. Trời ơi. Cuối cùng luôn. Bự hơn mấy con kia một chút. Cuối cùng luôn. À, cuối cùng luôn nha. Cuối luôn, về luôn nha nhà ơi. Về mình tổng kết kiểm tra lại luôn. Coi con nó nãy nó bự cái nào nha. Đó. Con này cũng được được hơn hai con kia. Vậy là mình được 4 con nha mọi người. Giờ trời cũng chập sáng rồi nè. Đó, đó, thấy không? Vừa nước đâu không à. À, nhà người ta mới xây. Đó. Đó trời. Ôi, mình gỡ con này mình về nha mọi người. Tí gặp lại nha mọi người. Về cả nhà ơi. Nay được 5 đúng là được 6 con. Tại vì qua là đi cắm về là dính con. Xong rồi sáng con còn nhái ít con dính và ruột. À, nay lại được con ít. Trời ơi nó nhảy. Ôi trời. Nhảy. Siêu luôn. À, thấy chưa? Mua lò mà. Không, vẫn không bằng ít hơn bữa mình cắm nha. Đó, thấy chưa? Đó, quá luôn, dính quá trời dính luôn, gỡ không được. Này là 3 con nhỏ nhỏ à. Đó. Thì hôm nay là ngày thứ 3 cắm được 6 con. Tính luôn cái chiều hôm qua mình cắm xong mình đi ngang mình gặp mình thả luôn với con nhái kia mình thả rồi. Đó. Con này là 6 con cả nhà. Bữa đầu được 2 con hết cũ, bữa sau là được 3 con. Hôm nay thì được 6 con. Rồi. Nay là tranh thủ mùa dịch thì đi cắm câu ớt để kiếm thức ăn luôn ha. Đó, thấy chưa? Mọi người ủng hộ kênh nha mọi người. Đăng ký like cho mình xin một like luôn ha. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha mọi người. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chào.